Nga phát triển nhanh ở Novomikhailovka, Kiev rút lui. Nga tấn công toàn bộ tuyến phía tây Avdiivka, mở rộng vùng kiểm soát. Phát hiện tài khoản tiền ảo liên quan đến vụ khủng bố Moscow. Bất đồng gia tăng, Mỹ vẫn đồng ý chuyển chiến đấu cơ và 2.000 quả bom cho Israel. Hải quân Ấn Độ chặn tàu bị cướp biển chiếm giữ. Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Toàn cảnh quốc tế trên kênh YouTube Báo Điện tử VOV. Vừa rồi là những thông tin đáng chú ý sẽ có trong chương trình. Sau đây xin mời quý vị cùng đến với nội dung chi tiết. Mở đầu là những tin tức liên quan đến cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine. Thưa quý vị, quân đội Nga đang di chuyển rất nhanh ở Novomikhailovka và đã tiến vào khu vực Dacha phía bắc hồ chứa nhỏ. Trước sức ép mạnh mẽ của đối phương, lực lượng Ukraine buộc phải rút lui. Kênh Military Summary nhận định Novomikhailovka đã ở bên bờ vực sụp đổ, trong khi diễn biến mới từ chiến trường cho thấy nguy cơ này đã trở nên rõ ràng hơn. Cụ thể, trên mặt trận Tây Nam Donetsk, lực lượng Moscow đang đạt thành công tại Novomikhailovka, thị trấn nằm ở phía nam Marinka và phía đông Uleda, khi các mũi xung kích của họ đột phá ở phía bắc. Lực lượng Kiev đang rút lui khỏi những phần cuối cùng của ngôi làng về tuyến sau. Kênh Surya Mas cũng xác nhận lực lượng Nga đã đạt được những bước tiến mới rất đáng kể về phía tây và phía bắc các nhà kho ở phía bắc Novomikhailovka. Kênh Ryba đưa tin tại phía tây Marinka, các nhóm tấn công của Nga sau khi củng cố vị trí vững chắc ở trung tâm làng Yozhevka đã tiếp tục tiến lên, đánh bật lực lượng Ukraine, buộc đối phương phải rút lui về các vị trí đã chuẩn bị sẵn trong khuôn viên doanh nghiệp Senko Kimiya. Kênh Surya Map xác nhận, sau 3 tuần chiến đấu, lực lượng Moscow đã tiến vào trung tâm Yozhevka dọc theo các đường Molodina và Senchana cho đến các trường học của địa phương và bảo vệ được con đập của hồ Yozhevsky. Theo kênh Briba, tại khu vực Avdiivka, lực lượng Moscow đã điều chỉnh thành công bố cục tiền tuyến ở phía đông tuyến Tonenko-Vodiane khi mở rộng đáng kể vùng kiểm soát và cuộc tấn công đang diễn ra hướng tới Umansky. Việc triển khai các nền tảng robot được trang bị vũ khí của Nga cũng được quan sát thấy trong khu vực. Kênh RV Voenkory cho biết các đơn vị thuộc cụm trung tâm Nga tiếp tục tấn công ở phía tây Avdiivka. Sau khi giành chiến thắng kiểm soát Olovka và Tonenko, lực lượng Moscow đã tiến vào vùng ngoại ô Semyonovka và đang phát triển về phía trước đánh bật đối phương. Các chuyên gia phân tích quốc phòng Ukraine báo cáo đang có những trận chiến khốc liệt tại làng Berdychi. Quân Nga đã chiếm vành đai rừng phía đông Semenovsky. Họ đã đạt được tiến bộ trong một khu vực rộng 750m đến độ sâu lên tới 200m. Pravda mới đây dẫn báo cáo của Viện Nghiên cứu Chiến tranh có trụ sở tại Mỹ cho biết, kể từ tháng 10 năm 2020 đến nay, Nga đã mở rộng quyền kiểm soát thêm 505 km2 lãnh thổ ở Ukraine. Trong 3 tháng đầu năm 2024, lực lượng Nga giành nhiều hơn gần 100 km2 so với 3 tháng cuối năm 2023. Các chuyên gia quân sự cho rằng, Nga có được tốc độ tiến công này, một phần do Ukraine đang cạn kiệt vũ khí, đạn dược, một phần do các điều kiện thời tiết thuận lợi hơn. Theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh, thiếu vũ khí, đạn dược hạn chế khả năng của Ukraine trong việc phòng thủ, trong khi mang lại cho lực lượng Nga sự linh hoạt để tiến hành các hoạt động tấn công và đạt được thành công đáng kể trong tương lai. Cụ thể, Viện Nghiên cứu Chiến tranh cho rằng Ukraine đang ngăn chặn các lực lượng Nga đạt được những lợi ích chiến thuật đáng kể trên toàn bộ chiến tuyến, nhưng sự chậm trễ liên tục trong hỗ trợ an ninh của Mỹ có thể làm gia tăng mối đe dọa đối với phòng thủ của Kiev. Trong một bài viết đăng tải trên Evening Standard, nhà báo Anh Robert Ford bình luận Ukraine có thể thất bại trên chiến trường vào mùa hè này nếu phương Tây tiếp tục trì hoãn viện trợ. Theo nhà báo này, hỏa lực của Nga mạnh hơn Ukraine gấp 5 lần, lực lượng của Ukraine thường xuyên bị không kích, pháo kích. Ông nhấn mạnh NATO và Liên minh châu Âu cần định hình chiến lược phối hợp càng sớm càng tốt để ngăn chặn thất bại của Kiev. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong một tuyên bố mới đây xác nhận Mỹ đã hối thúc Kiev ngừng tấn công các nhà máy lọc dầu của Nga. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh Ukraine sẽ tiếp tục những vụ tấn công như vậy nếu Mỹ không cung cấp cho Kiev nhiều vũ khí hiện đại hơn. Ông Zelensky cho hay Mỹ phản ứng không mấy tích cực với đề nghị này. Tổng thống Ukraine cho biết, chúng tôi đã sử dụng máy bay không người lái của mình cho các vụ tập kích qua biên giới. Không ai có thể nói với chúng tôi rằng các vị không được làm điều đó. Nếu không có hệ thống phòng không để bảo vệ hệ thống năng lượng trước những vụ tấn công của Nga, thì tại sao chúng tôi không thể đáp trả tương tự?
Theo truyền thông địa phương, sau một thời gian phát triển năng lực tấn công tầm xa, Ukraine bắt đầu tăng cường tập kích UAV vào hệ thống nhà máy lọc dầu Nga vài tuần trở lại đây, trong đó có hạ tầng của tập đoàn Rosneft và Luskoy. Nguồn tin Ukraine cho biết, trong chiến dịch tập kích gần đây, Kiev đã nhắm vào ít nhất 12 nhà máy lọc dầu của Nga. Đây là một phần trong chiến lược Ukraine nhằm đưa xung đột sang lãnh thổ Nga và làm gián đoạn nguồn cung dầu cho quân đội Nga, hạn chế nguồn thu nhập của Moscow. Tuy nhiên, sau khi Nga đáp trả bằng các vụ tấn công vào nhà máy điện trên khắp Ukraine, ông Zelensky tuyên bố tấn công vào lãnh thổ Nga là một hình thức răn đe bởi Kiev đã cạn kiệt tên lửa phòng không mà phương Tây viện trợ. Liên quan đến vụ khủng bố đẫm máu tại nhà hát Kroket City Hall ở ngoại ô thủ đô Moscow, Ủy ban điều tra Nga vừa cáo buộc các nghi phạm vụ tấn công đã tìm cách trốn sang Kiev với sự điều phối của một nhân vật thông qua Telegram. Tuyên bố của Ủy ban điều tra Nga nêu rõ, sau khi phạm tội, những kẻ khủng bố đã lên ô tô và lái xe về phía biên giới Ukraine theo chỉ dẫn của một người điều phối. Đáng lẽ họ phải vượt qua khu vực biên giới và đến Kiev để nhận phần thưởng như được hứa hẹn trước đó. Theo Ủy ban điều tra Nga, các nghi phạm khai rằng một người đàn ông sử dụng bí danh đã điều phối các hoạt động của họ trong cả quá trình chuẩn bị và sau cuộc tấn công vũ trang vào nhà hát Kroket City Hall bằng cách gửi cho họ tin nhắn điện thoại qua Telegram. Ủy ban điều tra cho biết họ đang tiếp tục xác minh sự liên quan của đại diện các lực lượng đặc nhiệm Ukraine trong việc tổ chức và tài trợ cho vụ tấn công khủng bố. Trong khi đó, người đứng đầu cơ quan an ninh liên bang Nga Alexander Bonikov cáo buộc Mỹ, Anh và Ukraine có thể hỗ trợ các nghi phạm trong vụ khủng bố Moscow. Theo ông, Ukraine có thể đã mở cửa sẵn sàng để các nghi phạm vượt biên giới sang Ukraine sau khi thực hiện vụ tấn công. Trong một diễn biến liên quan, truyền thông Nga đưa tin các nhà điều tra Nga vừa phát hiện một ví điện tử có thể đã được sử dụng để giao dịch tài chính giữa người tổ chức và thủ phạm trong vụ tấn công khủng bố ở Moscow. Địa chỉ ví điện tử được cho là đã được đăng tải trên Telegram liên kết với Voice of Khorasan, một kênh truyền thông của nhánh tổ chức nhà nước Hồi giáo tự xưng IS ở Afghanistan. Quản trị viên của nó là một người có biệt danh là Mablavi 56. Thông tin về ví xuất hiện vào ngày 12 tháng 3, và ví điện tử này bắt đầu hoạt động với khoản thử nghiệm trị giá 2,19 đô la Mỹ nhận ngày 13 tháng 3. Ngày 22 tháng 3, ngày xảy ra vụ tấn công khủng bố, là thời điểm giao dịch đỉnh điểm của ví điện tử này với tổng giá trị các khoản chuyển đến đạt hơn 2.000 đô la Mỹ và chia thành 4 lần. Lần chuyển đầu tiên được thực hiện vào lúc hơn 10 giờ, 3 lần sau từ khoảng 21 giờ 30 phút đến 22 giờ 30 phút cùng ngày, khoảng 1 đến 2 giờ sau vụ tấn công. Ví điện tử này sau khi nhận các khoản chuyển đến, lập tức bị rút ra. Điều này cho thấy ví điện tử đó có thể là trung gian giao dịch giữa bên tổ chức với các đối tượng khủng bố. Trước đó, các nhà điều tra Nga cho biết đã thu thập bằng chứng quan trọng cho thấy các nghi phạm đã nhận tiền từ Ukraine dưới dạng tiền ảo. Số tiền này sau đó được dùng để chuẩn bị cho vụ tấn công. Chuyển sang các tin tức liên quan đến xung đột ở Trung Đông. Theo tờ Washington Post, trong những ngày gần đây, chính quyền Mỹ đã âm thầm cho phép chuyển số bom và máy bay chiến đấu trị giá hàng tỷ đô la Mỹ cho Israel, cho dù bất đồng giữa hai nước ngày càng gia tăng khi Mỹ lo ngại Israel tấn công thành phố Rafah ở miền nam dải Gaza và đe dọa tính mạng của hàng trăm nghìn người dân Palestine đang trú ẩn ở đó. Theo các quan chức Lầu Năm Góc và Bộ Ngoại giao Mỹ, các gói vũ khí mới bao gồm hơn 1.800 quả bom MK84 và 500 quả bom MK82. Bom MK84 nặng 1 tấn có liên quan đến các sự kiện gây thương vong hàng loạt trong suốt chiến dịch quân sự của Israel ở dải Gaza thời gian qua. Mỗi năm, Mỹ cung cấp 3,8 tỷ đô la Mỹ viện trợ quân sự cho Israel. Mỹ đã tăng cường năng lực phòng không và cung cấp đạn dược cho Israel. Song một số đảng viên Dân Chủ và các nhóm người Mỹ gốc Ả Rập đã chỉ trích lập trường ủng hộ kiên định của chính quyền Tổng thống Joe Biden dành cho Israel. Gần đây, quan hệ Mỹ và Israel căng thẳng sau khi Mỹ bỏ phiếu trắng, dọn đường cho Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thông qua nghị quyết đầu tiên kêu gọi ngừng bắn ở dải Gaza trong tháng lễ Ramadan. Sau khi nghị quyết được thông qua, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hủy bỏ chuyến đi Washington của hai cố vấn nước này. Người phát ngôn an ninh quốc gia John Kirby cho biết Mỹ thất vọng trước quyết định hủy chuyến đi của Thủ tướng Netanyahu. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller gọi quyết định của ông Netanyahu là đáng ngạc nhiên và đáng tiếc. Tuy nhiên, không lâu sau, phía Israel đã đề nghị Mỹ sắp xếp lại chuyến đi bị hủy nói trên. Bộ trưởng Quốc phòng Israel trong một tuyên bố mới đây cho biết ông đang thúc đẩy thành lập một lực lượng gìn giữ hòa bình, gồm binh sĩ từ ba quốc gia Ả Rập để bảo vệ các đoàn xe viện trợ tại Gaza. Bộ trưởng Quốc phòng Yoav Gallant thông báo với Thủ tướng Benjamin Netanyahu rằng ông đã đạt được bước tiến về kế hoạch này sau chuyến thăm Mỹ vừa qua. Truyền thông Israel đưa tin Thủ tướng Netanyahu phản đối ý tưởng này, nhưng Bộ trưởng Gallant cho rằng đây là lựa chọn tốt nhất hiện có.
Nhiệm vụ ban đầu của lực lượng là bảo vệ các đoàn xe tải chở hàng viện trợ nhân đạo và cầu cảng Mỹ dự kiến được thi công ở Gaza. Israel kỳ vọng thành viên chính của lực lượng gìn giữ hòa bình này là binh sĩ của ba quốc gia Ả Rập, không phải là Ả Rập Xê Út hay Qatar. Một số tờ báo Israel dự đoán Ai Cập và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất là hai trong số ba quốc gia Ả Rập mà Tel Aviv mong muốn tham gia. Ngoài ra, lực lượng gìn giữ hòa bình này sẽ do Washington quản lý nhưng không có binh sĩ Mỹ trên bộ. Chương trình sẽ được tiếp tục với các tin tức quốc tế đáng chú ý khác. Hải quân Ấn Độ ngày 29 tháng 3 xác nhận lực lượng này đã chặn tàu cá FV Ankama 786 treo cờ Iran trên biển Ả Rập sau khi nghi ngờ con tàu bị cướp biển chiếm giữ. Đây là hoạt động chống cướp biển mới nhất của Hải quân Ấn Độ sau khi lực lượng này thực hiện một loạt hoạt động chống lại những vụ tấn công nhằm vào các phương tiện hàng hải trong khu vực. Theo đó, lực lượng Hải quân Ấn Độ đã điều hai tàu tiếp cận tàu FV Ankama 786 ở khu vực cách đảo Socotra của Yemen khoảng 100 hải lý về phía tây nam gần mũi phía đông của Somalia. Trong tuyên bố đăng tải trên mạng xã hội X, Hải quân Ấn Độ nêu rõ một chiến dịch đang được Hải quân Ấn Độ triển khai nhằm giải cứu tàu FV cùng thủy thủ đoàn khỏi cướp biển. Tuyên bố cho biết 9 đối tượng cướp biển có vũ trang được cho là đã chiếm giữ con tàu. Tuy nhiên, tuyên bố không nêu rõ có số lượng thuyền viên trên con tàu bị cướp. Trong bài báo được bình luận đăng trên chuyên trang Journal of Graphics, mới đây, nhóm nhà nghiên cứu tại Đại học Bách khoa Tây Bắc của Trung Quốc cho biết đã thiết kế một tên lửa đất đối không có tầm tiêu diệt mục tiêu lên tới 2.000 km. Các tên lửa đất đối không thường chỉ có tầm bay vài chục km cho đến xa nhất là vài trăm km. Theo tờ South China Morning Post, nhóm các nhà nghiên cứu Trung Quốc cho hay tên lửa của họ chỉ dài 8 mét và nặng 2,5 tấn. Tên lửa gồm hai động cơ, một dùng để phóng tên lửa từ hệ thống phóng thẳng đứng và một động cơ Jamiet để đưa tên lửa vào tầng khí quyển cao hơn. Dữ liệu thời gian thực từ các vệ tinh giám sát sẽ dẫn đường tên lửa đến gần mục tiêu trước khi nó tự kích hoạt các cảm biến riêng trong giai đoạn cuối và phát nổ khi đầu đạn đến vùng phù hợp để tiêu diệt mục tiêu. Vũ khí có thể bắn hạ máy bay cảnh báo sớm và máy bay ném bom, máy bay tiếp nhiên liệu, các loại phương tiện bay to lớn và chậm chạp hơn so với các máy bay chiến đấu khác. Nhóm nghiên cứu nêu đặc điểm riêng biệt của các máy bay nói trên có thể được nhận diện và theo dõi bằng vệ tinh sử dụng trí tuệ nhân tạo, ngay cả khi chúng xuất hiện trên đường băng. Ông Obama mới đây đã tới Nhà Trắng để gặp gỡ Tổng thống Biden nhân kỷ niệm 14 năm ngày đạo luật chăm sóc sức khỏe giá cả phải chăng được thông qua. Ngoài ông Obama, cuộc gặp còn có sự tham gia của cựu Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi và một số chính trị gia hàng đầu. Tại đây, ông Obama đã kêu gọi sự ủng hộ nhằm giúp ông Biden giành chiến thắng trước ông Trump trong cuộc bầu cử Tổng thống sắp tới. Chúng ta có cơ hội để làm nhiều điều tốt đẹp hơn nữa. Nhưng điều này chỉ xảy ra nếu ông Biden và bà Harris tiếp tục ở lại Nhà Trắng sau tháng 11. Vì vậy, chúng ta phải tiếp tục nỗ lực, ông Obama nói. Một trong những người tham gia cuộc gặp tại Nhà Trắng tiết lộ rằng ông Obama đánh giá cao thông điệp liên bang của ông Biden, cho rằng bài phát biểu này mang tính đột phá. Ông Obama nhấn mạnh rằng chăm sóc sức khỏe là một vấn đề quan trọng, đồng thời có tiềm năng chính trị trong cuộc bầu cử, nguồn tin của CNN cho biết. Truyền thông Mỹ cũng cho biết, kể từ khi ông Biden công bố kế hoạch tái tranh cử, cựu Tổng thống Obama đã nhiều lần kêu gọi gây quỹ và tổ chức các cuộc gặp nhằm xoa dịu mối lo ngại của một số thành viên Dân Chủ với ông Biden. Không chỉ giúp chiến dịch tranh cử của ông Biden thu về hơn 15 triệu đô la Mỹ, ông Obama cũng giúp đương kim Tổng thống thu hút thêm cử tri trẻ và cử tri da màu. Bên cạnh đó, ông Obama cũng trò chuyện riêng với quan chức cấp cao trong chiến dịch của ông Biden nhằm đưa ra một số lời khuyên. Theo kế hoạch dự kiến, ông Obama và cựu Tổng thống Bill Clinton sẽ xuất hiện trong sự kiện vận động tranh cử của Tổng thống Biden tại New York. Theo Reuters, sự kiện vận động ở New York ngày 28 tháng 3 của ông Joe Biden cùng hai người tiền nhiệm là Barack Obama và Bill Clinton dự kiến thu về cho chiến dịch tranh cử của đương kim Tổng thống tới 25 triệu đô la Mỹ. Tính trong 2 tháng gần đây, chiến dịch tranh cử của ông Biden đã thu hút được hơn 53 triệu đô la Mỹ, trong khi con số của ông Trump chỉ là 20,3 triệu đô la Mỹ. Đội ngũ của cựu Tổng thống Mỹ cũng thừa nhận không thể bắt kịp số tiền gây quỹ của ông Biden.
nhưng đây không phải là yếu tố quyết định tới thắng bại của cuộc bầu cử sắp tới. Chúng tôi không bao giờ có thể gây quỹ được số tiền như ông Biden. Đảng Dân Chủ có nhiều nhà tài trợ là tỷ phú, trong khi chiến dịch của chúng tôi được ủng hộ từ những người dân bình thường và tầng lớp lao động, một cố vấn chiến dịch tranh cử của ông Trump cho biết. Một cố vấn khác của ông Trump nói rằng việc có một lượng lớn nhà tài trợ ở cấp cơ sở là một lợi thế, bởi điều này đồng nghĩa với việc cựu Tổng thống Mỹ sẽ nhận được nhiều lá phiếu hơn. Theo dự kiến, ông Trump sẽ tổ chức sự kiện gây quỹ lớn vào ngày 6 tháng 4 tại bang Florida. Mục tiêu sự kiện này là huy động được khoảng 33 triệu đô la Mỹ. Tính đến hiện tại, chiến dịch tranh cử của ông Biden đã huy động được tổng cộng 128,5 triệu đô la Mỹ, vượt trội so với con số 96,1 triệu đô la Mỹ bên phía ông Trump. Truyền thông Mỹ nhận định, các rắc rối pháp lý đang khiến chiến dịch của ông Trump gặp khó khăn về tài chính, khi mới chỉ có một sự kiện duy nhất vào ngày 12 tháng 3 sau khi chính thức trở thành ứng cử viên của Đảng Cộng Hòa. Việc liên tục phải ra trình diện tại tòa án đã làm gián đoạn lịch trình của ông Trump và có thể gây ra nhiều khó khăn trong cuộc bầu cử sắp tới. Ngân sách tranh cử lớn là một lợi thế với Tổng thống Biden khi ông có thể tổ chức thêm nhiều sự kiện vận động trên khắp nước Mỹ. Tuy vậy, đây không phải là yếu tố đảm bảo thành công, bởi ông Trump đã đánh bại bà Hillary Clinton vào năm 2016 dù chiến dịch của ông thu hút được ít tài trợ hơn. Những lùm xùm pháp lý, những phát ngôn vạ miệng và hàng loạt cuộc tấn công trên phương diện truyền thông của đối thủ tranh cử Tổng thống dường như đang kìm chân ông Donald Trump trên đường đua năm nay. Nhưng những điều này chưa đủ để cựu Tổng thống Mỹ từ bỏ mục tiêu Nhà Trắng. Trong khi đối thủ Joe Biden chưa từng đi chệch khỏi con đường tranh cử truyền thống và nỗ lực hàn gắn những rạn nứt trong chính quyền của ông với giới trẻ, cử tri da đen và các đảng viên Đảng Dân Chủ đang bất mãn, ông Trump vẫn luôn là một kẻ nổi loạn. Nhiều hơn một lần, truyền thông chứng kiến những phát ngôn gây sốc hay những hành động đi ngược lại với kiểu chính trị gia truyền thống. Cựu Tổng thống Donald Trump tự gọi mình là nạn nhân của chiến dịch bôi nhọ chính trị, công khai phản đối công tố viên New York Alvin Bragg vì đã đưa ra các cáo buộc hình sự chống lại ông. Tội duy nhất mà tôi phạm phải là dũng cảm bảo vệ quốc gia của chúng ta chống lại những kẻ đang tìm cách phá hủy nó, ông Trump nói với những người ủng hộ tập trung tại dinh thự Mar-a-Lago của ông ở Palm Beach, bang Florida hồi đầu tháng 3 vừa qua. Cựu Tổng thống Donald Trump luôn được xem là một chính trị gia đặc biệt. Việc ông từ chối tuân theo các quy tắc thông thường của một chiến dịch tranh cử kiểu mẫu đã thu hút sự ủng hộ của một lượng lớn cử tri, những người mong muốn làm nước Mỹ vĩ đại trở lại. Trong một nghiên cứu xã hội do The Economist thực hiện, vẫn có 43% cử tri dành sự ủng hộ cho ông Donald Trump, trong khi đối với ông Joe Biden là 42%. Những lùm xùm về mặt pháp lý với 4 cáo buộc hình sự và một vụ án dân sự đang khiến ông Trump nợ ngập đầu. Hôm 25 tháng 3, tòa phúc thẩm đã giảm 68% số tiền bảo lãnh ông cần nộp xuống còn 175 triệu đô la Mỹ. Tuy nhiên, con số này vẫn khá lớn đối với tình hình tài chính của ông Trump hiện thời. Vốn xuất thân là một doanh nhân, ông Trump đang làm mọi cách để cải thiện tình hình tài chính của mình. Theo AP, chiến dịch tranh cử của cựu Tổng thống Donald Trump đang tìm cách gây quỹ vượt qua Tổng thống Joe Biden vào tuần tới nhằm thu về hơn 33 triệu đô la Mỹ. Được biết, cựu Tổng thống sẽ mời các nhà tài trợ tới câu lạc bộ Mar-a-Lago của ông tại Palm Beach, Florida để tham dự buổi gây quỹ ngày 6 tháng 4 do tỷ phú quỹ phòng hộ New York John Paulson tổ chức. Buổi gây quỹ dự kiến sẽ có sự góp mặt của ông trùm sòng bạc Steve Wynn và tỷ phú bán lẻ New York John Katsimatidis. Mỗi khách mời được yêu cầu đóng góp 814.600 đô la Mỹ một người với tư cách là thủ lĩnh tài trợ hoặc 250.000 đô la Mỹ một người. Bất chấp tốc độ gây quỹ hiện nay,
chiến dịch tranh cử của cựu Tổng thống Mỹ đã chuyên nghiệp hơn nhiều so với thời điểm ông bắt đầu vào 4 năm trước. Đội ngũ tranh cử của ông cũng đã tiếp quản Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng Hòa nhằm tìm thêm nguồn lực để tài trợ cho các hoạt động pháp lý cũng như chi trả cho các sự kiện tranh cử sắp tới. Sau một thời gian dài được cho là ở ẩn trong các câu lạc bộ đồng quê, ông Trump chắc chắn sẽ tăng tốc khi cuộc bầu cử vào tháng 11 đến gần để thu hút cử tri của mình đi bỏ phiếu. Hôm 28 tháng 3, ông đã tới New York để dự tưởng niệm một sĩ quan cảnh sát hy sinh ở Long Island. Ông Trump cho rằng đây là một sự kiện đáng buồn, đồng thời đưa ra thông điệp đánh thẳng vào cách điều hành của Tổng thống đương nhiệm Joe Biden. Những cái chết xảy ra quá thường xuyên, chúng ta phải quay trở lại với luật pháp và trật tự. Ông Trump nói với giọng đầy ẩn ý, miêu tả nước Mỹ dưới thời ông Biden như một quốc gia bất ổn về an ninh, khác xa giai đoạn 4 năm trước. Đội ngũ vận động tranh cử của ông sẽ tổ chức các cuộc vận động chính trị vào tuần tới tại Grand Rapids, Michigan và Green Bay, Wisconsin. Trong đó, ông Trump dự định dừng chân tại một trong những bang chiến địa quan trọng, bang Michigan, nơi ông đã từng thắng tuyệt đối hồi năm 2016, nhưng lại để thua vào tay đối thủ Joe Biden chỉ 4 năm sau đó. Cựu Tổng thống có kế hoạch phát biểu về cách xử lý vấn đề nhập cư của Tổng thống đương nhiệm. Theo nhiều chuyên gia dự báo, đây sẽ là vấn đề trọng tâm được cho là sẽ định hình kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ năm nay. Người phát ngôn chiến dịch tranh cử của ông Donald Trump cho biết, chúng tôi không chỉ cố gắng gây quỹ mà còn lên chiến lược đưa cựu Tổng thống Trump trở lại Nhà Trắng và đưa Đảng Cộng Hòa về đích vào tháng 11 tới. Quý vị vừa xem chương trình Toàn cảnh quốc tế, hãy like và subscribe kênh YouTube của Báo Điện tử VOV, truy cập vào địa chỉ vov.vn để theo dõi những tin tức thời sự cập nhật mới nhất của chúng tôi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!